Ở châu Phi, khỉ đầu chó là một thế lực lớn. Loài hoang dã này không đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta. Chúng rất thông minh, hành vi bắt chước rất nhanh, chẳng khác gì con người. Chúng có thể đoạt mạng một con sư tử đực mới lớn, thậm chí hạ gục một con báo hoa mai trưởng thành. Bởi chúng sở hữu bộ móng vuốt được ví như vuốt hổ, cái hàm nhiều răng nanh như những chiếc dầu găm, kèm theo đó là một lực cắn mạnh khủng khiếp. Chúng sống theo bầy đàn đông đúc lên đến 50 con. Là loài ăn tạp như hoa quả, thịt tươi một số động vật nhỏ và nhiều thứ khác. Oh my god. Cho nên, chúng không từ bi. Ngược lại, chúng là một loài rất tàn nhẫn là đằng khác. Sự tàn nhẫn của chúng được phơi bày ra ánh sáng vào năm 2017. Khi đó, một nhóm nhà khoa học người Mỹ đã theo dõi nhiều đàn khỉ đầu chó ở Kenya. Họ nhận thấy những con khỉ đầu chó đực có hành vi vô cùng thô bạo với khỉ đầu chó cái. Khỉ đầu chó đực liên tục ra tay với con non, thậm chí nhiều bầu thai bị chính khỉ đầu chó đực phá hư. Mục đích duy nhất của khỉ đầu chó đực là ép khỉ cái bỏ qua giai đoạn mang thai, nuôi con nhỏ. Từ đó, khỉ cái sớm kết đôi trở lại với khỉ đầu chó đực. Việc khỉ đực ra tay với khỉ non và thai nhì phần lớn thuộc về những con khỉ đầu chó đực mới gia nhập vào đàn. Bởi ở loài khỉ này, nhiều con khỉ đầu chó đực tự ý rời đàn. Chúng trở thành kẻ đơn độc một thời gian. Sau đó, chúng chủ động tìm đến các đàn mới để gia nhập. Việc dung nạp khỉ đầu chó đực đơn độc vào đàn diễn ra rất đơn giản. Khi khỉ đầu chó đực mới đến, nó sẽ ngắm trộn được nhiều khỉ cái. Oh my god. Nó sẽ tiến hành bạo lực không thương tiếc với những khỉ non. Nếu khỉ cái đang mang thai, khỉ đực mới đến sẽ tấn công làm khỉ cái hỏng thai. Theo các nhà khoa học người Mỹ, phần lớn khỉ cái chết cùng bào thai. No. Lý do các con khỉ đực mới đến có thể tự do dùng bạo lực là vì nó rất khỏe mạnh. Cơ địa nó rất rắn rỏi, thể trạng cao to. Nó rời bỏ đàn cũ của mình là vì không chịu thuần phục khỉ đầu đàn. Nó sẽ đi tìm những đàn khỉ đầu chó mới, nhỏ hơn. Nếu nó thấy đàn khỉ mới có con đầu đàn và khỉ đực vừa tầm, nó sẽ tìm cách gia nhập vào. Nó sẽ dùng vũ lực để kiềm chế tất cả khỉ đực trong đàn mới. Khỉ đầu chó đực mới đến cố gắng sở hữu càng nhiều khỉ cái càng tốt. Đó là mấu chốt củng cố địa vị nhanh của nó trong một đàn mới. Nếu có thể sẽ giúp nó có cơ hội rất lớn để trở thành thủ lĩnh mới.